mình vừa lắp cái con K78 mất kỳ của SH cho BCS nha anh em ơi. Hiện tại cái con này nó đang bị chết mạch đời, thì mình dùng lại cái cục mô đun của xe đạp điện anh em, cục mô đun của xe đạp điện để mình test cái con K78 V01 của SH ha. Thì để cho anh em xem là cái cục này mình giả lập cho nó tín hiệu đời cho nó như thế nào anh em ha. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem ha. Thì cái con này hiện tại bây giờ, là đã bị chết mạch đời. Con này chết mạch đời thì bây giờ mình dùng là cái mô đun của xe đạp điện đa năng. Đây mô đun xe đạp điện đa năng ha anh em ha. Đây mô đun xe đạp điện đa năng và một con chiếc áp. Đây một con chiếc áp ha. Đó, đây là một con chiếc áp của nó. Thì bây giờ thì xe này bật phá lên vẫn có bơm xăng. Bơm xăng vẫn có mắc tín hiệu đời. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái chiếc áp này mình giả lập cho nó thì anh em xem ha. Mình sẽ cho đời máy cho anh em xem. Rồi bây giờ là đời máy nổ bình thường. Rồi để mình lấy đồ, mình lấy máy, mình đọc thông số cho anh em. Thì đây, xe này hiện tại là giáp ba pha là đây không có anh em ha. Rồi, giáp điện ba pha không có là mình đang giả lập cho nó thôi. Rồi, giờ mình đút máy vào mình đọc. Con này là K78 V01 của SH 219. Để mình đút vào mình kết nối anh em ha. Rồi bây giờ mình kết nối vào xe, mình sẽ cho anh em xem là cái con này là của SH, động cơ Honda. Bây giờ mình vô thông tin xem hả ta, thông tin xem thấy không? Vô động cơ thì sẽ không thấy, vô chỗ nào ta, chỉ vô mở tua mới coi được anh em ơi, vô mở tua mới coi được. Rồi chào mọi người ha. Rồi để từ từ xong rồi mình remap mình mở tua sau. Rồi bây giờ mình sẽ tắt máy. Mình tắt máy rồi, đây là cái bộ mình nói cho anh em luôn. Thì cái bộ này anh em nào mới mốt muốn chơi mà xe ba xe cúp xe gì đó anh em muốn lên đời từ cũng được ha. Anh em mua một cái bộ này. Bộ này chỉ có 200 mấy thôi. Ha. Mô đun đa năng của xe đạp điện. Đó thì cái con ECM này nó đang bị chết mạch đời. Đó, con này là đang bị chết mạch đời ha, của SH K78V01 đang bị chết mạch đời. Mất đời rồi, thì cái đó bây giờ đang nghiên cứu sửa sau. Thì mình sẽ dùng một cái bộ cái cục mô đun này, mình dùng cái chiếc áp này để mình giải lập tín hiệu đời cho nó để mình nổ máy. Thì bây giờ mình sẽ nổ máy cho anh em xem. Thì nổ máy bằng cách mình chặn chiếc áp nè. Anh em thấy không ạ? Đó. Đây là cái bộ dây của nó đây. Vẫn có bơm xăng. Vẫn có bơm xăng nha, nhưng mà mắc đời. Đó anh em thấy không ạ? Thì bây giờ mình giật cái này ra, mình đút cái này vô anh em xem, mình đút cái này vô là anh em xem nó là mất tín hiệu đời ha. Rồi bây giờ mình đút cái này lại vô đây. Rồi mình đút này lại vô đây thì anh em bật lên nghe bơm xăng có nè. Đó không? Bơm xăng có nhưng mà mắc đời. Bây giờ mình bóp con. Mình để đây mình cho anh em xem là khi mà mình nhắn đời anh em xem là tín hiệu khởi động có ha. Mà mắc đời đây. Động cơ Honda. Đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vào mình cho anh em xem là tín hiệu khởi động có nhưng mà không có đời được. Rồi anh em xem rõ ha. Đây là tín hiệu chân trống, tín hiệu khởi động ha, gà le khởi động. Thì bây giờ mình bóp phanh, bóp đề. Bóp phanh. Bóp đề anh em thấy tín hiệu khởi động là có đúng không? Đó, tín hiệu khởi động là on nè. On nhưng mà hiện tại là nó mất tín hiệu, nó mất mà chết mạch đời hay gì trong con ECM này rồi. Đó, nó chết mạch đời trong con ECM này rồi thì bây giờ mình giả lập cho nó để mình giả lập cái tín hiệu đời cho nó. Thì cái bộ này mới mốt mà mình có thể làm cái mạch cái mô đun đề từ cho mấy dòng rim quay rồi mình muốn lên đề từ cũng được. Đó mình quấn lại cái điện ba pha của cái máy phát thôi là chơi được anh em ha. Thì cái con ECM này là của SH 219 nha mọi người, 2719 Mackey. 2719 là Mackey. Khi mà anh em ghim lộn dây á, thì nó đời hơi bị nặng thôi, thì anh em chỉ việc đảo dây lại thôi ha.
anh em chỉ việc đảo dây lại thôi, không có sao hết. Đảo lại khi nào mà anh em đề nghe nó nhẹ nhàng là được. Đó, anh em đảo cái dây lại. Anh em đảo dây lại là được. Còn hồi mình nói là kết nối như thế nào nào cho anh em tự mua về dứt luôn ha. Rồi đây. Bây giờ để mình tắt khóa cái đã. Rồi. Mình tắt khóa thì bây giờ đây là cái modem đa năng của xe đạp điện ha. Thì nó mấy cái chùm này thì anh em cứ tạm thời bỏ qua bên đi, không cần xài tới. Ở đây nó có một đống chùm này, anh em bỏ qua giùm mình, bỏ hết qua luôn. Thì trong cái cục modem xe đạp điện này nó sẽ có hai dây lớn, có thể là cái cộng này có thể là màu cam là nguồn sao khóa của xe đạp điện nè, dây bự này là nguồn tổng nè, dây đen là mát ha. Thì mình chỉ cần cấp mát và cấp lửa vào cho nó thôi. Rồi cấp mát và cấp lửa lại cho nó. Thì trong cái modem xe đạp điện này, nói chung mình không có gành về xe đạp điện, nhưng mà mình cũng biết chút chút về cái cục modem này. Ba cộng dây lớn này, dây xanh lá, xanh biển, vàng. Thì ba cái thằng này là điện ba pha ha. Điện ba pha thì mình đưa xuống cái máy phát của mình thôi, đưa xuống cái máy phát của mình đây. Thì khi mà anh em nghe nó đề nặng thì anh em đảo qua đảo lại thôi, bình thường ha. Còn cái cọng dây màu trắng này, cái dây màu trắng này hình như là anh em ghim lại là hình như nó đề xoay ngược nè. Đây, hai cọng này khi mà anh em ghim lại thì có đề nó quay, ví dụ nó đang quay lên thì anh em ghim lại thì nó quay ngược lại làm sao ha. Rồi cái này mình cũng bỏ qua luôn. Rồi mấy cái dây này mình bỏ qua hết. Đây, cái dây này là ba cọng dây này là của cái tay ga của xe đạp điện á anh em. Tay ga xe đạp điện ha. Thì dây đỏ này là nguồn 5V. Đó, dây đen này là mát. Dây màu xanh này là tín hiệu khi ta quặn tay ga lên á, ta quặn tay ga lên nó giống như cái chiếc áp gì đó. Đó, từ 0V tới 5V. Đó, nó gửi vô cái dây xanh này. Đó, gửi dây xanh này thì nó sẽ cấp ra một cái nguồn điện ba pha. Thì mình chế nó qua bên cái bộ này để mình test. Thì giờ mình chỉ dùng chiếc áp mình đề máy thôi. Còn nếu như mà như anh em dặn sẵn chiếc áp lên như vậy. Đúng không? Ví dụ như anh em dặn sẵn chiếc áp lên như vậy. Đây này mình tắt khóa rồi. Đây, anh em nha. Anh em thấy không? Bây giờ mình tắt chìa khóa nè. Rồi bây giờ mình tắt chìa khóa ha. Bỏ chìa khóa lên rồi đề máy. Đúng không anh em? Đây anh em thấy nè, bây giờ mình bật chìa khóa lên. Xe đang không có đề đúng không? Rồi mình dặn chiếc áp nè, anh em thấy nè. Rồi. Là mình giả lập được cái điện ba pha cho. À, không phải chơi anh ơi. À, thì ở nhà là có con ECM này mà nó bị chết mạch đời. Nó mất kỳ ha anh em ha, của SH mà mình muốn thử để muốn thử nó coi nó như thế nào thôi. Thì cái con này là của SH K78AV01. Đó, mất kỳ 27 29 gì đó. Đó, 27 29 nhưng mà nó bị sự cố, nó bị chết mạch đời. Đó, dẫn là bữa là nó không có bữa nó bị, nói chung là remap hay cái gì đó, nó bị lỗi hay gì đó mình không có không biết, nhưng mà nó bị cái đó thì nó mắc kết nối dữ liệu ha. Thì sau khi mở ra dọc vạch phá rồi thì nó đã có bơm xăng nhưng mà nó mắc đề thì nói chung là khả năng tới đó thì chơi tới đó thôi anh em ơi, còn cái đề muốn tính sau đó, tại vì em không có chuyên về ECM, em phá thì nhiều chứ sửa ECM thì không dám nói mình sửa ECM. Có sửa bao giờ đâu mà dám nói. Thì đó, cái con này là của Mackey 27-29. Có Mackey thì anh em dùng Smart Tool ha. Anh em dùng cái Smart Tool này, anh em ốp cái Mackey giùm mình cái. Rồi ốp Mackey để loại bỏ cái bảo mật hai lớp, ba lớp gì đó, bỏ nó qua một bên. Bỏ qua một bên thì để mình gắn nó xài chung cho, khi ốp Mackey nó xài chung cho BCS được nha anh em. K78 nếu ốp Mackey dài thì xài cho BCS được. Dắt nói gì đó, Vanilla Server gì đó là nó hoạt động bình thường. Khi bật lên, khi cấp vào ha, khi cấp vào từ chân số 1 tới chân 33, nó chỉ khác ở cái chân số 4 và chân 33 thôi. Khác chân số 4 và chân 33 đó là cái chân mà nhận mã và gửi mã. Đó, từ SU và ECM hai con nó bà con với nhau nó liên lạc với nhau. Thì khi mình ốp thì mình ghim vào giống y như thinh luôn. Mình ghim vào thì chân nào nó cũng ra chân đó. Nó chỉ khác chân số 4 và chân 33 thôi, hai bà con đó mình tách nó ra luôn. Mình cho nó không chơi với nó nữa thì ghim vào đây thì nó hoạt động giống như là cái con này, để em lấy ra cái con này của nó là đây. Con của BCS là K35AV01. Đó, K35AV01 thì con này nó đã hoạt động ok rồi. Thì sẵn có đây để một hồi nữa thử coi dò coi có may mắn mà dò đợi tới ngày mạch đề hay không.
Nói chung mình không có hỏi ai anh em ơi, mình làm chừng nào mà thấy khả năng mình không được thôi rồi để đó rồi tự rảnh làm tiếp. Chứ nào giờ mình làm xe mình cũng ít có hỏi lắm, ngại lắm. Chừng khi nào anh em thân lắm mà lâu lâu điện thôi. Thì đó thì sẵn thử để mình test luôn, sẵn để test luôn và sẵn cũng nói với anh em. Thì á mai mốt á anh em có thể mua cái bộ đa năng này ha, anh em mua cái bộ đa năng này anh em làm mà cái nói chung mà phá cho vui được, phá cho vui thôi, mình thì không có bán buôn gì đâu, mình phá cho vui thôi. Thì anh em mua cái bộ chiếc áp này ha, có thể mình làm cho rim quay gì đó rồi mình quấn cái mâm điện ở dưới đi điện ba pha là anh em có thể là dùng là điện ba pha để mình đề cho rim quay được rồi ha. Rồi bây giờ mình bật phá test lên cái nữa nè anh em ơi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng cái chiếc áp này mình đề. Rồi vậy là xong. Vậy khi mà đề máy nổ thì bình thường thôi, đề máy nổ thì nó đã ngắt rồi. Rồi để mình vô đây mình mở tua cái này cho anh em xem. Phải cái nó là cái con này là xe BCS nha. Rồi để mình kết nối mình mở tua luôn để mình coi coi chính xác con thằng này nó là gì. Cái con này mình đã mở tua rồi ha. Rồi ECM để thử coi. Bây giờ mình sẽ cho nó vô là 4% đi, mình sẽ cho nó là remap 4% ha, cộng 4% xăng gì đó. Phải không ta? Đúng rồi, cộng 4% xăng 10.500 RPM MAB cộng 4%. Rồi mình chỉ đọc theo trên cái máy thôi. Rồi mình nhấn vào để mình coi thử coi. Ở đây nó là con SH150 2018 K78AV01. Anh em thấy không ạ? À? Anh em thấy rõ không ạ? À? Rồi, vậy là cái con SH150 2018 Mudkey mình có thể gắn vào cho BCS nếu mà mình ốp nó. Nếu mà mình ốp Mudkey nó thì gắn vào là ok luôn nha anh em. K01 hay là K78 gì mình nghĩ nó gắn chung cho BCS được. Đó, mình nghĩ nó gắn chung được, chỉ cần ốp Mudkey thôi. Đó, thì cái con này là của SH. Sẵn có xe thì mình ngồi mình nghịch nó anh em ha. Cái con của nó là con K78, con của nó là con K35. Đây, cái này là đúng mã của BCS nè. BCS này mình không biết nó 214 ha, 213 hay 215 nữa anh em ơi. Này của anh em thợ đưa cho mình, tháo hết vàng áo rồi, chỉ đưa cái xe thôi. Thì cái con này mình đã làm nổ rồi ha, làm nổ làm đề rồi coi đầy đủ rồi. Thì cái con này bây giờ mình đang remap cho nó đây. Đây. Mình đang remap cho nó đây anh em ha. Đó. Chính xác là SH150 218 K78. Rồi mình đang remap cho nó bản 4%. Rồi cái gì nữa mình rảnh mình dò thử cái mạch đề này coi. Chủ yếu quay lên đây nói với anh em mấy cái con ECM này tại vì mình không phải là người bán IC nên mình không có gành, nhưng mà mình thấy thử được, mình dò thấy chân nó giống. Giống thì mình dứt nó thôi. Mình chỉ ốp Mudkey cho nó thôi. Đây. Ha. K78V01 của SH có thể lắp cho BCS với điều kiện anh em phải ốp Mudkey cho nó. Thì cái con này đang bị chết mạch đời. Con này đang bị chết mạch đời để ngâm cứu sau. Ngâm cứu cái con này chắc tới lúc mọc râu luôn. Nói chung là mai mốt em cũng sẽ thế nào em cũng đổ xuống đây em lấy cái men này lên à. Đó, mai mốt em cũng đổ dần dần, một ngày không được thì một tháng em đổ chừng nào em lấy hết cái bê tông này ra thử em khui ra em coi cái mặt bên dưới nó như thế nào cho thỏa mãn anh em ơi, chứ từ nào giờ chưa có khui ra bên dưới. Cứ khui tới đây cái là bặn làm xe rồi cái hết khui nữa rồi bỏ luôn đó. Thì để mình sẽ đổ cái tẩy sơn xuống dưới đây ha. Chủ yếu mình coi để coi ở bên dưới rồi mình dò thử ở dưới nó thông lên trên như thế nào để mốt mà nó có bị mình mở ra mình dò mình phá thôi, phá làng phá sớm chơi thôi. Đó. Thì cái cục này hình như là gần 300.000 nha anh em. Cái cục này là gần 300.000. Đây, cục này là gần 300.000 của xe đạp điện. À, cục đa năng nha. Thì cái cục mà nếu nó xài giống như có con nó xài giống như cái cảm biến hô của CKB mình thôi thì cái bộ chui này nó giống như vậy đây nè anh em. Đó, cái bộ chui như vậy thì cái cục này đa năng thì mình bỏ cái này ra mình không dùng tới nữa, mình không dùng tới cái cảm biến ở trong cái xe đạp điện. Bên trong nó có mấy con cảm biến trọng, cảm biến hô, cảm biến heo gì đó, nhưng mình không làm xe đạp điện, mình chỉ biết sơ sơ vậy thôi. Thì cái cục này đa năng thì mình bỏ này ra. Đó, mình bỏ này ra, mình chỉ lấy cái dây tín hiệu của cái ống ga của nó thôi. Cái ống ga của nó thì nó có 3 dây thôi, 5V mát tín hiệu. Đó, tín hiệu thì mình dùng cái chiếc áp này. Thì chiếc áp này nó như thế nào anh em quay cái mặt này lên đây cho mình. Đây anh em cứ nhớ nè, nguồn vào nè 5V hay 12V gì kệ nó, đây là đầu vào nè, ở giữa tín hiệu, chân cuối này là mát. Khi có mát, khi có nguồn vào thì anh em dặn chiếc áp này thì thằng này nó ra cái tín hiệu theo cái chiếc áp này ha. Cái con này có con nào dùng con đó, con này mình dùng con B10 10K. Đó, thì bây giờ mình thay thế là cái mạch đề cho nó, mình đề xuống là cấp cái nguồn điện 3 pha. Cấp nguồn điện 3 pha để mình test thôi nha anh em. Để mình test cái nguồn điện 3 pha thôi, chứ khi mà vậy nổ máy nó không có sạc nha anh em, mình tháo mẹ này ra lấy gì nữa sạc. Đó. Rồi giờ đề máy nổ một cái chơi. Ô, nó đang mở tua anh em ơi, đang mở tua.
xây cái hoa lăng không được, đang mở tua, chờ mở tua xong cái nổ máy cái cho anh em xem cho vui ha. Bây giờ không biết có dặn cái này không nữa. Thì khi anh em sẽ gặp một cái trường hợp là như vậy, khi anh em cấp vô cái ba cái cộng dây tổng của xe đạp điện nè, xanh lá nè, xanh biển nè, vàng nè, anh em ghim lộn không sao hết ha, anh em ghim lộn thì nó đề nặng nặng thôi, anh em chọt thoải mái, đừng cho nó ba dây chạm nhau thôi, đổi qua đổi lại, đổi qua đổi lại đúng cái vô kèo nó cái anh em dặn chiếc áp cái nhẹ cái là nó quay đề rất là nhẹ anh em ha, quay đề rất là nhẹ đó. Chờ mở tua xong mình test lại cái nữa rồi mình ộp cái là gym này anh em ơi. Thì mình làm mình không có, thứ nhất là mình không mua bán nè, mình không kinh doanh nè. Đó, biết gì cứ đăng lên anh em vô xem cho vui. Đó, thấy cái nào vui mà thấy ok thì mình xem, mình thấy nếu mà mình nó tiếp thu tiếp ích được gì cho mình, giúp ích cho mình gì đó, thì mình nhận thôi, mình coi thôi. Ví dụ mà em mua bán á thì mọi người vô nói ơn này nói tầm bậy nó không đúng, còn này là free hết anh em ơi, vô xem cho vui mà. Đó, vô xem cho vui. Anh em cũng đừng, anh em nhã hứng thì coi thôi, còn không nhã hứng thì né qua bên ha. Không kinh doanh, không mua bán gì trong đây hết nên là biết sao nói vậy. Để chờ nó remap xong cái mình test lại cái nữa nha anh em. Xong rồi để mai mốt mình sẽ lột trần nó ra, em sẽ lấy hết cái bê tông ở bên dưới này ra, em hút chì, em dỡ cái mặt này ra, em coi cái mặt bên dưới nè. Nói chung là ở bên dưới này nè, nhiều anh em chưa có làm ra thì anh em đang thắc mắc là ở bên trong hồ lô của nó bán cái gì, thì cũng giống như em thôi, em đang muốn thắc mắc là ở bên dưới cái này nó đang có cái gì ở dưới bên này đó, tại sao nó chết mạch đề, thì mình muốn biết là khui ra, tại vì mình không có sửa ECM nha anh em sửa ECM đừng nói ồ trời nó chết mạch đề mà nó cũng không biết, cái đó là cái nghề của anh em thì anh em làm thôi, còn mình thì mình sửa xe chứ mình không phải là sửa ECM đó, nên anh em nào sửa IC đừng vô đây chém à. Bây giờ anh em như nói vô xe đừng, cái xe mà mắc tiền quá, mấy xe mà cỡ từ 60-70 triệu đổ lại anh em nói với mình thì mình chơi được ha, còn nói mấy xe mà cỡ 200-300 triệu rồi mà BCL cái gì BCL bô xăng lửa rồi hay là SHI Vespa gì đó, mấy cái đó anh em làm nhiều thì anh em giỏi thôi. Mình thì cho mình SHI nguyên quyện có 1-2 chiếc chùm mền không lủng bên xe, nó còn chắc lên xe năng đem xuống Bình Dương nó giá mà, thì có đâu mà. Rồi giờ map xong rồi anh em ha, rồi giờ map xong rồi, giờ mình tắt khóa rồi, hiện tại là bây giờ tắt khóa bật khóa nó mất luôn rồi anh em ơi, mất tín hiệu đời luôn rồi. Có bom xăng không? Rồi con này bây giờ là khi mà map xong rồi, map xong thì khi map xong phải ập bất kỳ mọi người ơi, bây giờ map xong nó lại mất bom xăng á, gì kỳ vậy ta. Thì mỗi lần remap xong, vậy mỗi lần remap xong là mình phải ập mất kỳ hả ta? Vậy là mỗi lần remap, nếu mà gắn con này vô mỗi lần remap là phải ập cái mất kỳ của nó xuống. À, phải anh em? Cái con này nãy giờ vẫn nổ bình thường mà khi mình remap xong thì nó hình như remap xong là nó khôi phục lại, nó đã có mất kỳ trong đây rồi, nó không hoạt động. Rồi để mình ập mất kỳ thử coi được hay không cái đã. Hơi dài dòng tí xíu. Mình đang đây, mình đang nói mình không có nhìn vô điện thoại, anh em không cảm ha, không có chào hỏi được mọi người đâu. Đó là mất công nữa anh em ơi. Vậy là khi mà mình chủ yếu mình remap để cho anh em xem là cái mã con ECM của SH này, Mackey này mình có thể lắp cho BCS được nha anh em, lắp được. Đó thì do vậy nên mình mới remap thôi, mình remap lại hình như cái nó khôi phục lại, nó không ốp Mackey cho mình thì phải, nó mắc bơm xăng nữa rồi. Bây giờ để mình ộp cái Mackey nó thử một phát coi nó có bơm xăng lại không anh em. Phá nhiều anh em ơi, nói chung là cũng đổ nợ với nó, cũng trả giá với nó để chơi mấy cuộc chơi vô nghĩa này anh em ơi. Còn nếu mà mình có tiền, mình có thời gian, mình đi học hành tới nơi tới chốn mà nói gì nữa. Ta nói là không có thầy phải có bạn, đúng không? Không thầy phải có bạn giỏi, mà mình thì ở nói chung là miền sâu xa mà đâu làm gì có mấy anh lớn mà chơi với mình để chia sẻ với mình đâu mọi người. Không thầy không tiền thì tự phá thôi, thì nó cuộc chơi nào nó cũng phải trả giá hết. Anh em đi học thì anh em phải bỏ tiền học, mà xui kèo cái anh em đóng tiền học mà anh em gặp ngay cái người họ dạy cho em không có tới nữa thì đen như mõm chó luôn, tốn tiền học thôi đó. Bây giờ cũng đi học cũng giống cầu mai vậy, gặp được thầy tốt và nghề tốt thì giỏi thôi, cũng chưa chắc gặp thầy giỏi mình giỏi như anh em đó, do anh em thôi đó, do anh em thôi.
Thôi em phá dã man anh ơi, phá dữ lắm, xe giờ còn tùm lum mà cứ tối tối rảnh là phá. Thì làm cái gì cũng vậy, khi mà phá cái gì những cái quan trọng là em đều tháo hết nha anh em. Đó, mấy cái IC led lung gì nè em sẽ tháo hết ra đó, em tháo hết ra em không để cho nó ảnh hưởng tới, chủ yếu là để nổ máy thôi. Thì bây giờ cái gắn cái con này vô em thấy là Vania CV đó mà AB gì đó nó đã hoạt động đó, nó hoạt động là ok. Nhưng mà nãy remap vô cái chắc nó lại mở mất kỳ lên rồi mọi người ơi. Giờ lại phải tốn cái ợp mất kỳ để thử ợp mất kỳ xong rồi thử bật lên coi nó có bơm xăng không, nếu có bơm xăng thì nổ lại ha. Rồi vậy thì bơi xít này mới mốt anh em có thể lắp K01 nè, K78 nè, K78 mất kỳ thì anh em phải ốp mất kỳ ha. Ốp mất kỳ là để ốp cái chân số 4 và chân 33 thôi. Đó, chỉ có hai cái chân đó nó giao lưu với nhau, nó gửi tín hiệu gì cho nhau mới có bơm xăng. Đó, thì mình ốp nó thôi, tại vì ghim vô như zin được nha anh em, ghim vô như zin được. Tại con này chết mặt đời rồi nên mình phải màu mè, mình lấy cái này ra mình thử mình nổ thôi để mình xác định nó con này nó có ok hay không. Thì bây giờ đã nổ rồi, thông số đã ngon lành rồi. Đó. MB gì đó van canty cầm chừng gì đó là nó cũng đã hoạt động rồi ha. Đó, hoạt động rồi. Thì mới mốt rảnh phá thêm cái vụ đề nữa. Để coi cái này thế coi. Cái này mới mốt cũng phá à, mới mốt cũng lấy cái bộ này em lắp vô cho rim quay cho nhà có chiếc Charlie của mẹ đó. Đó, mới mốt cũng lấy cái bộ này em lắp vô cho hơi. Em đi quấn cái mâm điện ở dưới điện bao pha. Đó, điện bao pha. Phá. Thì lúc đó sẽ không xài đời nữa, nó không xài cục đời nữa cho nó im. Rẻ mà mọi người, 200 mấy chơi được đó, 200 mấy thì cục chơi này được, 200 mấy thì mình đầu tư chơi được, chứ 2.8 triệu thì hơi căng căng này nha, hơi căng. Không chỗ anh em ở dưới không biết sao trên này nay dịch đồ tè le tè lưa mọi người ơi, dịch cũng thê thảm á. Bây giờ cũng không biết khi nào mình dính nữa, bây giờ kệ nó mà là còn làm được ngày nào làm. Giờ đóng cửa luôn thì đói á. Lượng khách thì hình như là anh em mối của mình cũng có rất nhiều mối ở miền Tây, hình như hơi về quê hết mọi người ơi. Về quê hết rồi. Sáng có chiếc siêu nhân của Honda GS hay là cái gì á, họ kêu làm máy. Mà họ kêu làm 2 ngày lấy mình quải mình không nhận. Ngày mai nhận chiếc 81 của khách quen ha, khách mối VIP nên 81 bắt buộc phải nhận làm máy anh em ơi. Ngày mai nhận con 81 làm máy với là mình sang con lại cho người ta. Thì khách quen mình vẫn làm anh em ha, còn lạ nhiều lúc vô rồi em ít làm xe số lắm, không phải chơi hay gì mà làm con mình nè. Anh em ấy làm mình, xe này Vision dọn chưa làm, xe này thì kêu làm bình xăng chưa làm, xe kia thì làm hơi làm rồi, còn chiếc ở trong thì để làm cho nổ chưa làm luôn. Đó, làm con mình à, hỏi anh em giờ thứ nhất cái tiệm nó chặt nữa, đâu có chỗ đâu mà để xe anh em. Cái tiệm mình để hết phép, nếu mình sắp hết phép vô luôn được khoảng tầm 18 chiếc là maximum là cứng bí nhất luôn. Còn là hết chỗ đi luôn á, là trèo lên xe đi luôn á. Đó nên là mình ít có giam xe lại lắm. Như nhận ba xe cỏ đồ vô thì nó để tại nhà hết, với nhà có mấy đứa nhỏ mới có đứa 3 tuổi, đứa 2 tháng mình để mấy cái đó nó cũng hơi dơ. Anh em chờ mình ập cái mắt kỳ nó thử coi anh em ha. Tự nhiên cái chủ yếu test cho anh em xem cái, tại muốn đọc coi cái con xem này nó là cái gì thì phải nhắn vô chỗ remap, nhắn vô cái nó chạy mẹ này, nó chạy xong hình như là nó mở mắt kỳ lại rồi mọi người. Thế nào giờ chưa có thử là khi ập mắt kỳ xong rồi remap xong rồi có phải ập lại một lần nữa thì chưa có thử, mới thử lần đầu nè, nãy đang nổ bình thường, remap xong cái nó lại mở mắt kỳ lên. Mở mắt kia lên rồi bây giờ mình tắt, nếu mà bơm xăng là ok, còn nếu mà tắt mở lên là không được là ngủm luôn. Rồi có bơm xăng rồi ha anh em ha. Rồi vậy là cái này khi mà nó đang mắt kia anh em remap, nếu mà cái xe con ECM này là đây là K78-01 mắt kia anh em gắn cho BCX, khi anh em muốn gắn ở đây để nổ được thì anh em phải ợp mắt kia, và khi anh em ợp mắt kia rồi anh em mở tua là nó lại mở mắt kia lên nha anh em. Vậy là anh em muốn anh em để coi mình làm sao ta, đường nào cũng vậy, khi mở tua xong phải ợp mất kỳ mọi người ơi. Đó, mỗi lần ợp mất kỳ mở tua xong là nó lại chẳng lại, rồi bây giờ là nổ máy được rồi nè. Rồi giờ bật khóa lên, nãy làm mình tưởng là đi luôn cái con đó rồi chứ. Rồi bây giờ mình sẽ bật chiếc áp lên ha. Rồi mình bật chìa khóa lên rồi, dặn chiếc áp. Rồi nổ máy. Ok anh em ha. Test lại cái nữa anh em. Rồi bây giờ để tắt cái khóa cho anh em coi cái đã khóa đâu rồi.
Đây, chìa khóa đây. Rồi bây giờ mình sẽ tắt chìa khóa nè. Rồi bật khóa lên bơm xăng. Đúng không ạ? Bật khóa lên bơm xăng rồi mình sẽ lấy chiếc áp này mình dặn đời nha anh em. Rồi, ok. Á mồm này hài não quá. Rồi xem thông số luôn anh em ơi. Xem thông số sau khi mình remap và mình ợp bất kỳ nó cái đó. Rồi vô Honda ha. Cái body ACV đó không phải của xe, nó đang bị lỗi mình đã mở ra anh em ha. Giờ mình vô mình xem dữ liệu động cơ cái đã. Đây cảm biến TV, cảm biến TV 526 ha, áp suất khí nạp là 176. Tại cái con ACV nó hư rồi đó, mọi người. Cảm biến oxy thì giờ nó đang treo luôn nè, không biết là có bị gì hay không. Nói chung cái con này nó cũng đang có vấn đề thì phải. Cái van ACV nó hư rồi nha mọi người. Giờ bỏ qua đó, là chủ yếu là nói về cái này, cái vòng tua nó đang hơi cao, nó đang 2000 mấy lận đó, thời gian phun 300 mấy, nó đang canh ti quá lớn mọi người. Rồi giờ mình thử lại cái con rồi giờ mình tắt cái này đi. Rồi giờ mình giật cái này ra, mình thử lại cái con basic của nó. Rồi bây giờ mình sẽ thử lại cái con basic của nó. Mấy anh lớn họ ít có làm mấy cái việc mà video lắm mọi người. Tại thời gian của họ là bạc triệu không à. Mình thì xe lúc vê lúc đầy cứ có quay được cái gì sẵn đúc kết kinh nghiệm cho mình quay lên em xem cho vui ha. Rồi đây là con của BCS. BCS thì mã của nó là K35A V01. Và bây giờ mình bật này lên, mình sẽ bật lên mình bóp đây. Thì thằng này còn ok. Rồi. Đâu rồi? Rồi cái con này nó cũng amperture rồi, ghim vô cái con van ACV này nó cũng muốn nó hoạt động, muốn nó không hoạt động. Đây nè, cái con này giờ nó lại bị lại nè, cho anh em xem nè. K35A giờ có khả năng là anh em kết nối là bảo đảm báo lỗi nè. Giờ vô được rồi nè. Thì vô được rồi nhưng mà chưa đầy được. Đây. K35A ha. Thử mình chạy lại coi sao tự nhiên giờ nó lại thử lại coi nó được không mọi người. Con này là mình đã mở tua sẵn rồi nè. Rồi để cho nó chạy đây mày. À không phải, lý do mình giật CKB mình ghim nó không có sát, mình ghim không sát mình lấy tay mình giật ra mẹ này. Rồi cứ để phá thử coi nó thế nào. Anh em nào rảnh rỗi vô xem cho vui ha. Mà đang mở cái con BCS nè mọi người, đang mở con BCS. Đây cầm này lên để nói rõ cho anh em nhìn để dễ hiểu ha. Thì anh nào sửa đập điện bỏ qua nha, em không có gành cái con này đâu. Em chỉ biết vài dây thôi, còn mấy cái dây đèn, mấy cái dây xi nhan gì bỏ nó qua bên đi, em không có tập trung với mấy con đó. Rồi một cái dây này bỏ qua bên nè. Bỏ hết, chỉ lấy mấy cọng thôi. Đây một chùm này bỏ hết. Chỉ có hai cái dây xám hay dây trắng là để xây tới xây lui thôi. Đó. Thì cái bộ này anh em mua bộ xe đập điện về anh em chỉ dùng nè. 3 giây, 6 giây, 9 giây thì nói từng 3 giây. Cái bộ 3 giây này có bộ á, thì dây này màu đen, dây này màu đỏ, dây này có thể là màu cam ha. Thì cái dây nhỏ này tượng trưng cho là chìa khóa xe đập điện, khi bật khóa qua điện này là nguồn sao khóa. Khi có nguồn sao khóa rồi, ba thằng này chờ chiếc áp từ cái ống ga. Mình nói đơn giản vậy ha, chờ chiếc áp từ cái ống ga, khi anh em quặn ga lên nó có cái tín hiệu 5V, quặn lên thì 5V, từ 0 cho tới 5V, khi khả ga về nó là 0V.
Đó thì ba khi thằng đó khi mà anh em quặng thằng này thì thằng này nó sẽ cấp ra một cái nguồn điện 3 pha. Đó, xây chiều từng cặp ha. Đó thì bỏ qua thằng này. Rồi ba thằng này thì có bộ á là đen, vàng, đỏ. Thì cái bộ này nó lại là đen, xanh, đỏ. Thì cái dây giữa này là dây tín hiệu từ chiếc áp ống ga. Đây, dây màu xanh này là chiếc áp tín hiệu từ ống ga ha. Đó, chiếc áp từ tín hiệu từ ống ga. Thằng đen này là mát. Thằng này là nguồn 5V. Khi ta quặng cái chiếc áp tượng trưng cho cái ống ga. Khi ta quặng chiếc áp tượng trưng cho cái ống ga. Ta quặng nó lên. Đó, thì nó dao động từ 0 cho tới 5V. 4V mấy hay 5V gì đó, cũng quên luôn rồi. Đó, nó là như vậy thôi. Thì khi nó quặng ống ga lên thì cái xe đạp điện mình nó sẽ tùy theo cái mức ga anh em quặng, nó có thể là từ 10 cho tới 40, 50 thì do quặng cái chiếc áp của cái ống ga thôi. Thì mình dùng cái chiếc áp này để mình dặn lên ra cái nguồn 3 pha này mình cấp vô cho cái máy phát của xe đời từ. Ba dây này anh em ghim kiểu nào cũng được, ghim mà thấy nó nặng thì mình đảo lại thôi. Ghim nó nặng, ví dụ ghim vô một cặp, ví dụ anh em ghim ba dây như vậy, đề thấy nó hơi nặng thì đảo lại, đảo làm sao mà đề nghe nó nhẹ là xong. Đó. Như vậy thôi, còn còn cái vụ mà để cho nó sạc thì nghiên cứu tiếp, chủ yếu là giờ đang cho nó đề để test IC thôi. Còn để cho nó sạc nữa từ điện 3 pha chuyển sang 1 pha để cho nạp vào quy gì đó, cái đó tính sau rồi mọi người. Nhiều quá hơi bị gói. Con này để coi coi không biết là do là lỏng chui xe cơ bơi hay sao mà đề không được. Đó. Tưởng được lấy con K78 này lắp vô cho thằng em này luôn. Tại cho nó lên hãng nó hỏi là 4 5 triệu gì mà mình hỏi ở ngoài cái con này nó có 2 triệu 8 hay 9 3 triệu gì à. K35 nè, với 01. Thì đây giờ lấy K78 đóng vô cũng ok. Hợp mắt kỳ cho nó. Nó chỉ khác chân số 4 và chân 33 thôi. Chân số 4 và chân 33 thôi ha. Rồi để mình nạp lại cái phần mềm, nó lỡ nạp phần mềm nó nãy thấy lỏng xe cơ bơi, dắt xe cơ bơi mà sao nó lại có đánh lửa mình cũng không hiểu. Để mình ghim lại chặt là mình ghim áp lại cho nó thử coi nó với cái con này. Hồi sáng là mình có like cho anh em xem là cái con này mình đã làm sống lại nè, giờ nó lại mất mất đề, mất bơm xăng nữa rồi đó. Thì cái con này giờ đang nhận hai cái van này, đặt hai cái van IACV này rồi. Nó xài chung với Winner SH chứ cái giống gì nữa cũng không để ý luôn, chỉ thấy nó xài chung Winner rồi SH ha. Thì mua cái con nó lắp vào. Con này thì trên hãng này bán bộn giá lắm, 1 triệu mốt. Hãng bán này mau làm giàu thiệt, một con gì bán lời 800 mấy, 8 mấy 900 ngàn, bệnh thiệt chứ. Đấy, anh em chờ xíu map lại thử coi coi nó hoạt động lại không. Con này sáng là cái con này do bị chập cái dây hồng sọc xanh hả ta, hồng sọc xanh dây tín hiệu VS đó mọi người, chạm vô dưới dây xanh nhạt sọc đen dây của cái van IACV chân 1A mọi người, nguồn như là 3.8 hay là gì đó chứ không nhớ giống mấy ông thầy đâu anh em ơi, làm tới đâu nhớ tới đó chứ anh em giờ hỏi mình IACV rồi cái nào chân màu nào là 5V như nào chân 3.8 ông nội mình cũng không nhớ nữa anh em ơi, đâu có giảng dạy học đâu mà nhớ, làm tới đâu quốc tới đó. Thì anh em mới cắt, anh em làm cắt tà le nè, đây dây vàng nè, dây vàng khi mà có tín hiệu đời, khi ta bóp phanh bấm đời nè thì thằng này nó đang 12V, nó chuyển thành 0V nè. Đó, từ 0V của cái dây vàng này nó đẩy vô cho con cốc đời. Cốc đời đang có dây đen sọc trắng, trắng sọc đen gì nguồn sao phá cấp sẵn rồi, nhưng mà thằng này lúc mà chưa bấm thằng này nó cũng là 12V luôn, khi bấm thằng này nó 0V thì nó hoạt động cái con le đời đó thôi. Rồi giờ thử bật lại, tắt khóa điện bật lại coi nó có bơm xăng không. Rồi xong ha, tắt coi bật lại nó bơm xăng không, bơm xăng là ngấm luôn rồi, vậy là nó ngấm luôn rồi mọi người ơi. Đó thì con này bây giờ nè, con K7 335 nè, là hồi sáng là được ha, 35 hồi sáng là được, bây giờ lại mắc mắc đời rồi, mắc bơm xăng luôn rồi. Đó, con này bây giờ nó lại mắc bơm xăng luôn rồi, nó muốn thì nó hoạt động mà nó muốn nó không. Đó, con này bây giờ nó đi nó ngủm luôn rồi. Rồi giờ bỏ này ra đút lại kia coi nó có bơm xăng không. Sáng đổ vô con này sống rồi đó mọi người.
ổng rồi, giờ nó muốn nó lại ngổng. Nãy mình ghim á, cái lý do là nãy mình ghim cái này vô nè, thì mà sáng mình có nói với anh em á là khi mà mình cứu lại xong, mình máp xong rồi, khi mà đốt cái con này vô lại là một hồi nó mắc bơm xăng. Thì nãy mình mà đốt cái này vô nè để mình coi đây cái con của mình nó lên hay không. Khi mình đốt cái con này vô rồi xong, giờ nó mắc bơm xăng luôn. Thì giờ để nguội lại, tháo con quỷ ma này ra, để con y sen hồi cho nó nguội lại, tháo con quỷ ma này ra lại rồi lại đổ vô lại. Thì sáng mình làm như vậy là mấy lần là nó đều như vậy ha. Thì nó mắc bơm xăng nè, mắc kết nối DLC nè, là cái con này nè. Khi mà ghim cái van vô van ICV nó bị chập cái van đó, nãy mình quên mình ghim vô. Rồi giờ mình ghim lại quỷ ma này coi. Ghim lại quỷ ma này mình đề lại coi có bơm xăng lại chưa. Đó, vậy là rồi có bơm xăng anh em. Có bơm xăng rồi đó. Giờ có bơm xăng thì gắn chiếc áp lại đề thôi. Thì anh em nghe nó bơm xăng nè. Đó, anh em thấy không? Giờ có bơm xăng nè. Rồi khi có bơm xăng thì giờ mình gắn chiếc áp này lại qua bên này mình đề là được. Thì giờ ba cái dây này là giờ mình không nhớ nó là dây nào hết. Ba cái dây này hiện tại mình không nhớ nó chân nào, cặp nào thôi, giờ mình cứ ghim đại luôn. Mình đề mình cho anh em thấy mình ghim lộn, mình thấy nó đề nặng mà. Còn em trai có sẵn đang coi cái clip này là thông báo em tin buồn nha. ECM của em thì hồi nữa anh đổ lại, nếu mà sống lại nữa thì đỡ tốn tiền thôi ha. Thì sáng có em xuống đây em test cho em đó, thì nó khi mà ghim cái van IACP vô là nó lại mắc kết nối, mắc bơm xăng ha. Thì nãy lỡ đang làm video thì ghim vô cho anh em xem thì nó lại mắc kết nối, mắc bơm xăng nữa rồi. Rồi để coi cho nguội nguội. Rồi bây giờ dùng chiếc áp đời, nếu mà nặng á thì đảo dây lại. Nhà mình quặng này anh em thấy nếu mà đời nhẹ là nó nổ. Rồi vậy là đời vậy là nổ rồi ha. Rồi ok. Rồi đây đề lại cho anh em xem. Ok luôn anh em ha. Rồi bây giờ mình tắt này lại, mình ghim lại ông nội này coi nó còn nó bơm xăng nữa không. Hồi sáng thì mình có nói với anh em á, anh em nói mình hại não anh em đó, thiệt. Giờ mình ghim lại ha. Rồi giờ mình tắt chìa khóa, mình ghim lại nè. Mình giật cái van ICV ra rồi đó, coi có thể là nó hoạt động lại. Nhưng mà ghim cái van ICV vô á là đụng mắc bơm xăng nữa nha. Rồi bây giờ bỏ này ra, giật này ra đi. Và tạm thời giờ dùng chiếc áp của cục đó luôn, cái con này mình khỏi xài, cái con của nó mình không xài điện ba pha vô luôn. Rồi bỏ này điện ba pha luôn. Rồi thấy dùng lại cái con của nó nè, K35A nè. À, không biết tới bao giờ mà làm ba xe này nó thuộc lầu giống như xe rim quay trời. À, chắc thời gian dài lắm. Rồi bây giờ bật lên, nếu mà hên thì nó có bơm xăng, còn xui thì nó mắc bơm. Rồi mắc bơm rồi anh em thấy không? Là cái con này sáng là nó bơm nè. Bây giờ nó lại ngủm nữa nè. Đó. Bây giờ nó lại ngủm nữa rồi. Khi mà ngủm như vậy thì vô để xem thông số coi. Vô xem giờ thì xem thông số được. Em giật cái van ICV ra rồi. Để thử coi, vô đây coi tín hiệu TV đâu coi có hoạt động không. Rồi tín hiệu TV có mà mắc bơm xăng nè. Giờ lại mắc bơm xăng nè. Mắc bơm xăng. Giờ xây chiếc áp này thử coi nó nổ máy không. Xây chiếc áp này đời coi nó nổ máy không. Mắc bơm xăng. Đó, anh em thấy không? Nãy là mình ghim cái ICB vô là nó lại bị nữa rồi. Rồi thôi vậy anh em ha, quay lên chia sẻ với anh em vậy thôi. Để mình đổ lại cái mắp gốc nó mọi người. Đổ về cái mắp 101 của nó coi thế nào. Tin buồn cho em là con IC này nó lại ngủm nữa rồi nha em. Có thể là nó bị chập cái van ICV. Nó hồi sưng lại được à, sáng giờ lúc em xuống là tính ra nổ máy con này cũng được 20-30 lần rồi đó. 20-30 lần rồi. Rồi là nãy anh ghim lại cái van ICV, anh quên ghim cái van ICV lại, giờ lại mắc bơm xăng nữa rồi. Thì để coi nó được hay không ha. Được thì dùng, không được thì cho em tính phương án. Một là hãng thì báo giá em vậy đó, 4-5 triệu gì đó.
Còn nhờ anh mua thì nó khoảng 3 triệu, 2 triệu mấy, 3 triệu gì đó. Là mua đúng mã K35 V01 ha. Rồi hàng luộc thì anh không biết là bao nhiêu thì không biết. Đặng có vô coi thì nó vậy ha. Còn cái con này thì gắn được này, nó đang bị chết mạch đề rồi đệ ơi. Con này chết mạch đề chắc chỉ có sư phụ anh mới cứu nổi thôi, chứ còn ha, anh gặp cái chết mạch đề của mấy con này anh cũng đi thở oxy cho nó luôn. Dục mẹ nó qua bên nhìn thấy bệnh quá. Đau đầu. Anh em chờ thử, mình đổ lại mắp gốc coi nó có bơm xăng của con Vin này không anh em. Nó sáng giờ là cứu lại là đề ngon lành, nổ máy ngon lành rồi đó. Đề ngon lành ha, lấy cái Vanilla CV mới của SH. Phải của SH không ta? Của SH 210 gì á. Ở ghim vô thì ngon lành rồi, hết báo lỗi. Không sao. Hồi nãy đưa cho anh em test cho luôn, quên đóng cái Vanilla CV vô cái van nó bị hư kìa. Rồi đóng vô một cái rồi bật phá lên rồi nó lại mắc bơm xăng nữa cái cục này nữa. Hên sao cái con này nó không bị nè, chứ nãy đúc vô không bị, con này nó ngủm luôn rồi. Thử mà mở lại mắp gốc nếu mà không được nữa thì cho anh em nó mua con này để về giao cho người ta nữa. Đó. Phá làng phá sớm chân 12 của nó, anh em khi anh em bật phá lên tín hiệu bơm xăng á, khi mà nó có bơm xăng thì mới được anh em ơi, còn nó mắc thì thua. Chào anh em ha. Này cái mới hả? Cái này xe của anh em thợ anh ơi, xe anh em thợ. Nó xe người ta bị lốp bê, nó hơi kêu, nó bị dính cái tông bạc, nó nhặn vô nó thay lòng. Thì cái xe này, chủ xe nói chạy lâu lâu nó hợp giật, lâu lâu cái km nó cũng có vấn đề á. Nhưng mà xui cái là lúc đó nó chưa chết ha. Rồi nó làm nó lôi ra nó tháo mấy cách nước, nó gị dây ra làm sao để cho cái dây đã chập vô, rồi lúc nó gắn lên nó bật phá lên thì nó dính cái dây tín hiệu VS vô cái chân xanh nhạt sọc đen của Vanilla CV á đó. Rồi nó nổ máy, nó đề 1-2 bát gì đó, đầu tiên vẫn đề được, có bơm xăng đề 1-2 bát gì đó rồi ngủm luôn thì xuống thì mở này ra rồi mình để bên ngoài mắc kết nối, mình phải tháo nghe xem ra ngoài đó. Rồi tháo xem ra ngoài mình nạp lại thì nó lại được. Thì sáng giờ cái này hồi nãy mình vẫn còn bơm xăng, vẫn còn nổ máy bình thường nè. Rồi mình quên gắn lại cái Vanilla CV nó lại, rồi nó lại ngủm nữa rồi. Con này nếu mà không chết mạch đề mình gắn được nè anh em. Con này nếu mà không chết mạch đề mình gắn được, mình hợp mắt kia cho nó thôi, mình quất thôi. Đó. Để mở lại cái nữa, không được thì dục mẹ nó quăng bên đó anh em ơi, cho nó mua con xem mới đi, tốn thời giờ quá rồi. Nãy giờ có con lắp vô được mà chết mạch đời. Mà dùng cái chiếc áp này thì đời được, nổ máy được, lấy gì sạc. cái này giờ mà có, nếu mà lắp cái này nè, nếu mà xe nhà mà đỡ tốn tiền á, xe khách thì mình chơi không được. Nếu mà chết mạch đời, nếu mà sửa không được á, mình dùng cái này đó, mình đầy xong rồi mình chuyển thành bộ sạc đó, mình cho sạc cho bình cũng được nữa đó. Nhưng mà ở đó nó hơi củ chuối tí xíu. Để rảnh khui coi cõi mạch đề này coi nó đơn giản không. Đơn giản sửa có con mốt để nghịch chơi. À mẹ nó vẫn mắc bơm xăng đó, anh em thấy rõ không? Hồi sáng ốp giang thấy rõ không? Hồi sáng là nổ máy được đúng không? Nổ máy được, mở tua được. Đó thôi, bây giờ đút cái Vanilla CV vô nó ngủm nữa rồi đó. Em người thiệt việc thiệt chứ không đâu có sàm sàm bá này để quay cho anh em đâu. Hại não gì có, nào nói đói làm gì có hại não trong đây. Để thử lên cái nó không được mình tháo ra luôn ha. Tháo ra luôn, đút con này vô thôi. Hàng này nó có tín hiệu bơm xăng á thì nó mới có đề, còn nó không có tín hiệu bơm xăng là ngủm luôn à. Chờ xíu lại thử cái nữa coi, giật cái này ra hết rồi.
mình giật mấy này ra hết ha, để mình giật cái này ra hết xong mình sẽ ghim vô lại. Đang mở tua để từ cho nó mở, cho nó nạp vào phần mềm gốc cái đã, nó nạp vào phần mềm gốc ra nó như thế nào. Ghim cái vanilla CV vô chi không biết. Bây giờ nói cái van này, cái ban này nó ban hơi lạ. Bây giờ mình tách phá đi, giờ mình giật hết ra. Giật ra. Mình ghim vô lại ha. Nó đệ này nghe nói xây giờ bị nữa chắc miếu mặt à. Cái gì nó cũng có cái bài học đắt giá. Mình giật hết ra ha. Rồi cái dòng bơi ship về SH á, anh em giật bộ ba cảm biến ra dẫn bơm xăng nha, dẫn bơm xăng nhưng mà anh em giật kim phun ra là không được đâu nha anh em, giật kim phun ra nó không có, nó mất bơm xăng. Bây giờ đấy mình bật lên thì mình ghim lại từ cái coi nó có được không anh em ha. Anh xui thôi. Rồi ngấm luôn rồi đó. Giờ là nó ngủm luôn rồi đó. Rồi bơm xăng lại nè, anh em thấy rõ ràng không? Mình nói thiệt chứ không phải nói chơi nè. Bây giờ anh em xem con này giờ là giật cái vanilla CV ra nè. À, người thiệt việc thiệt nha. Nếu như bây giờ em ghim cái van này vô lại, xe nó sẽ mắc bơm xăng tiếp. Ghim cái van này vô lại, cái con này nó bị hư rồi. Đó, hồi nãy là xui là quay cho anh em xem đút cái con này vô. Đó, thì bây giờ nổ máy nè, bây giờ là đề máy nổ nè. Bây giờ mình sẽ dùng cái chiếc áp này, giờ mình đang ghim gì, đang lỡ tay rồi, giờ dùng chiếc áp này đề luôn, đề cái con này luôn. Rồi giờ bật chìa khóa lên có bơm xăng rồi, giờ nổ máy nè. Nó bị hư cái van này kia đó mọi người. Bây giờ nếu mà em rồi, để em quặng ra cho anh em xem. Rồi, nói cái nguyên nhân là sáng là nó thật sự là nó như vậy luôn chứ không phải là giả tạo luôn nha. Rồi để nổ máy cái đã. Đây. Rồi bây giờ nổ máy ha. Là nãy mất bơm xăng. Đây, K35 T01. Giờ bên tắt mình tắt chìa khóa đây cái đã. Nếu như bây giờ lấy cái vanilla CV mới ghim vô đây thì bình thường, nổ máy bình thường, hoạt động bình thường, nhưng mà tại vì cái vanilla CV nó không phải của hàng Winner với của Basis với QSH nên là mình không có, mình ghim vô thôi. Hồi nãy test cho anh em xem, vô tình mình ghim hàng này vô, mình nổ lên được một cái hai cái rồi mắc bơm xăng. Nếu bây giờ mà lấy hàng này bỏ hàng này ra thì bật vô mấy chục cái nữa, bật phát nào bơm xăng phát đó. Rồi giờ lại đính nữa nè. Đó, ồ té nó. Giờ giật mấy này ra là ghim vô lại là chơi được nè. Con IC này nó cũng nặng đô lắm rồi. Thôi anh em thấy không? Là mình ghim cái van IACB vô là nó bị, có thể là nó bị chập cái van, cái tín hiệu IACB trong ECM rồi. Giờ nó lại mắc bơm xăng nữa nè. Ngoài xem này tới tuổi rồi. Thôi bỏ qua nó bên anh em ơi. Qua đây. Rồi cha dục mẹ nó ra. Nó bị chập cái đó rồi, nó bị dính vô cho bên trong luôn rồi, trong chiếc chủ à. Nó ra đi. Ghim con cái thắt này vô đi. Dịch khỏe.
Bài xế anh em. Này mình giật cái đồng hồ rồi. Mình giật để mình thử mình giật hết mấy cái này ra cho nó an toàn. Rồi anh em à. À, mình tốn thời gian. Con này em ăn mì gói đi em ơi. Hôm mẹ nó con mới đi, nó chập cái đó vô nó muốn nó hồi sưng, nó muốn nó chết nè em ơi. Khi nãy kia qua đi ACV vô cái giờ nãy bật nổ máy lên được phát hai phát cái nó lại mắc bơm nữa rồi. Con mẹ nó đi, mua con mới đi, 3 triệu. Làm tốn cả buổi trời. Rồi vậy anh em ha. Rồi chia sẻ với anh em là con này có thể lấy K78, K01 lắp vào chứ ốp mít kia với nó gắn vào là lụm lúa. Còn muốn muốn chơi bảo mặt hai lớp nữa thì đóng thêm cái SU vô nữa, dùng K78 V01 quấn cho bơi xít. Được hết luôn ha. Rồi, vậy thôi, kết thúc cuộc livestream này nha anh em. Em tắm rửa đây. Đúng rồi. Chào anh em ha.